xin chào và chúc các bạn đến với nhà đứng trực tiếp tại Sông Đà hay Yến Thu Đào để theo dõi trận cầu sở hữu của gà thủ bàn cửa Quang Bình. Đối thủ của gà thủ bàn cửa Quang Bình ở trong buổi tối hôm nay là cuốn sổ tay của cao thủ cà phê Gia Thuật. Như vậy là một hiệp một của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu của trận đấu dành cho cao thủ cà phê Gia Thuật. Chúng ta cùng chờ xem. Phù hợp rồi, nguy hiểm. Cú trích mũi dày và tỷ số 1-0. Pha triển khai đá phạt khá hay dành cho cao thủ cà phê Gia Thuật. Người đã mang vào dứt điểm đó chính là cầu thủ vào số 11 trên một ngày khá mạnh mẽ của đội trưởng Zin. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng có ít hơn những cơ hội để tấn công, nhưng lại ở trong một tình huống chắc chiu thành công. Sự vẫn là điều mà hai đội bóng đang tạo ra. Chúng ta có thể cảm nhận rất rõ và hùa bóng nữa của cầu thủ Gia Thuật. Chạm bóng hơi nguy hiểm. Cơ hội chân trái, bóng tìm đến sàng hàng, sau đó là cột dọc. Cú dứt điểm ngay của Mù. Dù hơi với và có lẽ là yếu tố hơi với vừa rồi đã khiến cho bóng tìm đến cột dọc. Kante đã tác động vừa đủ để có thể bóng bật ra với đá băng xuống của Mù. Sự chủ động. Bật bóng nguy hiểm, bóng Mù. Và bóng rất kịp thời. Mặc dù đang tấn công nhiều nhưng rõ ràng là cầu thủ của cà phê Gia Thuận cũng đang có được sự phòng ngự tốt. Vừa rồi đó là tình huống của Hữu Tấn. Số 19 đã can thiệp vừa đủ để có thể giải phóng những sức ép nguy hiểm. Tận lòng chân trái không thành công nữa của Mù. Lần thứ hai trận đấu này số 4 ra chân. Và người rất mềm mại Hữu Tấn đứng trên vào. Bóng này đi tìm đúng vị trí của Thời Phan Lượng. Cao thủ của Bangkok của mình họ cần phải cảm thấy may mắn. Yêu ơ. Câu trả lời lại tuy nhiên thì không nhiều sức ép về phía thành của Uka. Hãy cùng đến với tình huống tấn công nhanh dành cho cao thủ cà phê Gia Thuật ở trong một tình huống từ cánh trái. Bóng được cắt ngang. Do vậy thì hơi khá nguy hiểm. Bóng bật ra. Tình huống khá đơn giản. Tình huống độ nguy hiểm nó đã được tạo ra về phía thành của Văn Lượng. Mạnh. Nguy hiểm. Bàn thắng đến một cách bất ngờ. Bàn thắng của Mù trong một tình huống đá phạt, đồng đội chỉ có động tác làm giả mà thôi. Tỷ số được cân bằng là 1-1 dành cho cao thủ Văn Cường Quang Bình và cao thủ cà phê Gia Thuật. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu dấu của cao thủ cà phê Gia Thuận và cao thủ bàn cờ Quang Bình. Tỷ số chung cuộc là 1-1. Hai đội bóng đã cầm hòa với một trận cầu rất hay. Cảm ơn cao thủ cà phê Gia Thuận và bàn cờ Quang Bình đã đến với trận đấu ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Từ đây thì tôi anh là Nhiên cùng anh em ekip La Bóng Đá sẽ phải nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ người thân, và chúng tôi sẽ trở lại với trận cầu chung kết vào lúc 11 giờ sáng mai. Còn bây giờ tôi là Nhiên, thân ái chào tạm biệt.